Evan Stafford sinh năm 1953 ở Đức, lớn lên ở thị trấn Warrington, Cheshire, Anh. Năm 1972, cô gái 19 tuổi rời quê hương đến vùng đất hoa lệ London với quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành người mẫu nổi tiếng của mình. Tại đây, cô trở thành nhân viên phục vụ tại câu lạc bộ Playboy, danh tiếng ở trung tâm London. Câu lạc bộ này là nơi lui tới của những triệu phú, người nổi tiếng và thành viên của thế giới ngầm. Các nữ tiếp viên sẽ mặc trang phục nóng bỏng với nơ và tai thỏ. Eve rất quen thuộc với các vị khách và nhân viên của câu lạc bộ. Trong căn hộ tầng 1 ở Leyton, Eve sống chung với bạn trai là Tony Priest, một ca sĩ của ban nhạc rock, và hai thành viên khác. Eve khao khát trở thành người mẫu nhưng thất bại sau nỗ lực xuất hiện trên tạp chí Playboy của Mỹ. Vì thế cô chuyển sang làm gương mặt trang bìa cho đối thủ của Playboy là Mayfair của Anh. Vào tháng 3 năm 1975, cô người mẫu xinh đẹp xuất hiện trong bộ ảnh nóng bỏng trên 9 trang tạp chí. Đáng chú ý là trang bìa với bức ảnh để ngực trần, Eve cũng tham gia cuộc phỏng vấn và trong đó tiết lộ sở thích tình dục khá cởi mở. Ông chủ câu lạc bộ Playboy Victor Aubrey Lowness III đã nổi giận khi nhìn thấy những bức ảnh thiếu vải của Eve trên ấn phẩm của đối thủ. Eve sau đó bị đình chỉ công việc trong 3 tháng. Tuy nhiên cô không buồn mà thậm chí còn cho rằng đây là cơ hội để bắt đầu sự nghiệp nghề mẫu danh tiếng của mình. Vào ngày 17 tháng 3 năm 1975, 2 tuần kể từ khi Eve thực hiện bộ ảnh gây tranh cãi, Tony Priest trở về căn hộ chung với bạn gái sau buổi biểu diễn và chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu. Eve đã chết với những vết thương kinh hoàng trên cơ thể. Các thám tử cho biết đây là một trong những cảnh tượng khủng khiếp nhất mà họ từng thấy. Eve được xác định đã bị cưỡng hiếp, bị đâm khoảng 12 nhát và có nhiều vết cắt sâu ở cổ họng. Hai tay của Eve bị trói ra sau lưng bằng khăn quàng cổ, trong khi chân cũng bị chiếc tất mắt cá chân trói chặt. Bên cạnh thi thể cô là một bó hoa tươi, nạn nhân chỉ mặc áo choàng tắm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do vết dao đâm vào cổ họng. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu của việc đột nhập và cũng không tìm thấy vũ khí gây án. Có vẻ như nạn nhân đã để kẻ giết mình bước vào nhà. Qua điều tra trước khi bị hại, Eve đã đi gặp người đại diện, sau đó đến công ty tư vấn quảng cáo, rồi trở về căn hộ bằng tàu điện ngầm. Cô được hàng xóm nhìn thấy lần cuối khi đi một mình về phía căn hộ vào khoảng 15 giờ 58 phút chiều ngày 18 tháng 3. Khoảng nửa giờ sau, một cư dân sống ở khu căn hộ nghe thấy giọng nói của Eve và một người đàn ông đang trò chuyện. Sau đó là âm thanh tranh cãi và tiếng động lớn phát ra từ căn hộ của cô. Cơ quan điều tra nhận định có vẻ Eve đã bị giết vào khoảng thời gian sau 16 giờ 30. Thi thể của Eve được bạn trai Tony tìm thấy khi anh đang đi làm về vào khoảng 17 giờ 25 phút. Bạn trai của Eve, biên tập viên tạp chí Mayfair David Brenner, doanh nhân người Lebanon, cũng là vị khách thường xuyên của câu lạc bộ Playboy. Abdul Khawaja nằm trong số những người bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng cuối cùng đều được loại trừ. Trong nhiều tháng, vụ án mạng của Eve xuất hiện nổi bật trên báo chí. Cảnh sát tin rằng những hình ảnh thiếu vải trên tạp chí và cuộc phỏng vấn cởi mở về tình dục có thể đã khiến kẻ giết người nhắm vào cô. Các đồng nghiệp cho biết họ thấy sốc trước những bình luận thẳng thắn về đời sống tình dục của Eve. Ngoài ra, dù có 3 người bạn cùng nhà, nhưng trong bài báo Eve lại nói sống một mình với con mèo. Điều này dẫn đến việc hung thủ lần ra địa chỉ của cô sau đó tấn công với động cơ tình dục. Trên cơ thể nạn nhân không có vết thương do tự vệ và cũng không ai nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào cho thấy Eve biết kẻ giết mình. Tuy nhiên, cũng có thể Eve quá sợ hãi nên phải tuân theo yêu cầu của kẻ tấn công. Các thám tử xem xét khả năng tên sát nhân là một người tình bí mật mà Eve đã mời đến, nhưng cho rằng điều này khó xảy ra vì cô biết bạn trai mình có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngôi nhà lại không có dấu hiệu bị đột nhập, nên một giả thuyết khác là kẻ tấn công là bạn hoặc người quen được Eve cho vào. Một số tiếp viên tại câu lạc bộ Playboy khai với cảnh sát rằng từng nhận được những cuộc điện thoại tục tĩu trước vụ giết người. Một cô gái cho biết bị đe dọa giết chết sau khi ảnh khỏa thân của cô được đăng trên Mayfair. Cảnh sát phát hiện bản thân Eve cũng nhận được những cuộc gọi tương tự trong khoảng thời gian trước khi qua đời. Kẻ gọi điện thường im lặng hoặc thì thầm những lời tục tĩu. Và đúng ngày bị sát hại, Eve nhận được 3 cuộc điện thoại bí ẩn mà lần nào đầu dây bên kia cũng không nói gì dù cúp máy. Trong quá trình tìm kiếm các khu vườn, thùng rác và cống thoát nước gần hiện trường, cảnh sát không phát hiện vũ khí giết người, nhưng đã tìm thấy tờ tạp chí của hình Eve bị xé nát cùng với các tạp chí khiêu dâm khác. Cơ quan điều tra đã công bố hình ảnh của 2 người đàn ông được nhìn thấy gần hiện trường ngày hôm đó. Một người được mô tả là ở độ tuổi cuối 30 hoặc đầu 40, có chiều cao trung bình với dáng đi khập khễng và nước da hồng hào.
Người còn lại cũng trạc tuổi nhưng cao hơn và có mái tóc dày gợn sóng màu đen. Tuy nhiên họ không nhận được manh mối nào khớp với hình ảnh này. Eve trước đây cũng từng phàn nàn về một người đàn ông lẩn khuất gần nhà và theo dõi cô, nhưng không ai biết gì về hắn ngoài mô tả của cô về việc hắn có bước đi khá căng thẳng và khó khăn. Tháng 10 năm 1975, cảnh sát Liverpool tìm thấy những bài báo đưa tin về vụ giết người tàn bạo của Eve bị bôi son. Tại hiện trường còn có những bức ảnh trên tạp chí của người mẫu có vẻ đã bị đâm bằng phi tiêu. Chủ nhà phát hiện chúng trong lúc dọn dẹp căn hộ sau khi hai người đàn ông thuê nhà rời đi. Năm 1976, cơ quan chức năng đã cạn kiệt mọi manh mối và phải dừng cuộc điều tra. Cho đến hơn 3 thập kỷ sau, vào năm 2007, vụ án mạng được mở lại sau khi công nghệ ADN mới bất ngờ cho thấy nó có liên quan đến một án mạng khác cũng xảy ra vào năm 1975 ở London. Nạn nhân là cô nữ sinh 16 tuổi Lini Whedon. Theo hồ sơ, chỉ 6 tháng sau cái chết của Eve, vào ngày 3 tháng 9 năm 1975, Lini Whedon trở về sau khi đi chơi với các bạn để ăn mừng kết quả của một kỳ thi. Lini chia tay các bạn và bắt đầu về nhà lúc 23 giờ, một mình qua đường tắt dọc theo một con hẻm tối. Trước đây Lini không bao giờ lựa chọn con hẻm này sau khi trời tối vì nó thường xuyên có những kẻ rình mò. Nhưng vào đêm đó, cô nữ sinh 16 tuổi quyết định đi cho nhanh, một sai lầm mà cô phải trả giá bằng cả mạng sống. Khoảng 23 giờ 20 phút, Lini bất ngờ bị một vật nặng đập vào đầu gây bất tỉnh. Vụ tấn công nghiêm trọng khiến nạn nhân bị vỡ hộp sọ. Không dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục nhấc cô nữ sinh qua cổng và vào sân của một trạm biến áp. Tiếp theo, hắn kéo nạn nhân tới nơi vắng vẻ, khuất tầm mắt. Tại đây hắn cưỡng hiếp Lini rồi bỏ mặc cô. Sáng hôm sau, người trông coi của một ngôi trường cạnh đó phát hiện Lini nằm gục trong khuôn viên trạm biến áp. Mặc dù bị thương nặng nhưng nạn nhân vẫn còn sống. Lini lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng bất chấp những nỗ lực của các bác sĩ, Lini không bao giờ tỉnh lại và qua đời một tuần sau đó. Cái chết đau đớn của cô nữ sinh 16 tuổi đã gây chấn động lớn. Một cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, một nhân chứng cho biết khi dắt chó đi dạo, đã nhìn thấy một người đàn ông da trắng đi xuống con hẻm. Các nhân chứng khác cũng nhìn thấy người đàn ông với mô tả tương tự chạy băng qua đường và con hẻm và khi rời khỏi hiện trường, người ta tin rằng hắn chính là kẻ đã tấn công Lini. Tuy nhiên, hung khí gây án không bao giờ được tìm thấy. Cùng với đó, manh mối quá ít và không rõ ràng khiến vụ án mạng của Lini dần rơi vào bế tắc và trở nên nguội lạnh trong nhiều năm. Cái chết của Eve Stratford và Lini Whedon không được liên kết với nhau cho đến 30 năm sau. Vào năm 2007, kết quả so sánh ADN được tìm thấy trên hai thi thể cho thấy cả hai cô gái đều bị giết bởi cùng một người đàn ông. Nhờ đó, vụ án của Eve Stratford được mở lại. Cha của Eve nói rằng vợ ông không bao giờ có thể hồi phục sau cái chết của con gái họ. Bà đến thăm mộ cô hàng ngày, bị dày vò bởi những suy nghĩ về điều đã diễn ra trong tâm trí con gái trước lúc qua đời và phải đóng cửa hàng của mình vì không thể chịu nổi khi nhìn thấy những cô gái trẻ trung sôi nổi tới mua sắm. Cuối cùng người mẹ chết vì trái tim tan vỡ vào năm 1986. Tổng cộng 16 nghi phạm chính trong vụ cưỡng hiếp sát hại Eve năm xưa được lấy mẫu ADN. Tuy nhiên không có người nào trùng khớp với mẫu ADN mà kẻ giết người để lại tại hiện trường. Các nhà chức trách tin rằng cả hai vụ án đều có động cơ tình dục. Trong cả hai trường hợp, kẻ tấn công để mang hung khí đến hiện trường rồi sau đó lại mang đi. Điều này cho thấy rõ ràng đây là những vụ tấn công có chủ ý nhằm mục đích tình dục. Các chuyên gia tội phạm cũng tin chắc người đàn ông được các nhân chứng nhìn thấy đi vào con hẻm nơi Eve bị sát hại chính là kẻ tấn công cô. Hắn đã theo dõi từ khi cô bắt đầu đi bộ một mình sau khi tạm biệt các bạn đến lúc bước vào con hẻm. Ngoài ra, hung thủ được cho là rất khó có khả năng chỉ thực hiện hai vụ giết người này và không bao giờ phạm tội khác nữa. Hắn có thể đã phạm tội cả trước và sau hai vụ tấn công. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, cảnh sát đưa ra lời kêu gọi mới nhân dịp kỷ niệm 40 năm vụ sát hại Eve với phần thưởng trị giá 40.000 bảng Anh cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ giết người. Các thám tử lưu ý rằng có thể kẻ giết người đã phạm tội hoặc vào tù vì những tội danh khác trong khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng cho đến năm 1995. Vì bắt đầu từ năm này, ADN mới được lấy từ những cá nhân bị bắt vì phạm tội. Cơ quan chức năng đưa ra mô tả về kẻ giết người. Hắn là một nam giới da trắng trong độ tuổi 17 đến 30, từ 63 đến 77 tuổi vào năm 2023 và là người khá quen thuộc với con hẻm nơi Lini bị tấn công. Họ cũng lưu ý các bác sĩ tâm thần,
nhân viên quản chế, tù nhân hoặc cai ngục có thể có những thông tin cần thiết để xác định danh tính kẻ giết người, vì hắn có thể từng thừa nhận hoặc tiết lộ cho những người này về các vụ giết người. Thám tử dẫn đầu cuộc điều tra chia sẻ, không thể tưởng tượng được kẻ giết Eve và Lindy đã giữ bí mật hoàn hảo trong suốt 40 năm. Đó là một gánh nặng và chắc chắn sẽ để lộ các chi tiết trong nhiều năm qua, có thể là với người tình, bạn bè, thậm chí là bạn tù. Tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với chúng tôi.